tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 tử vong hiện nay không phản ánh động lực virus. Từ ngày 25 tháng 7 đến nay, nước ta đã ghi nhận có 205 ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều liên quan đến Đà Nẵng. Trong đó, riêng ổ dịch Bệnh viện Đà Nẵng ghi nhận 129 ca có liên quan. 8 trường hợp trong số này đã tử vong, gồm các bệnh nhân 428, 437, 499, 475, 524, 429, 426 và 496. Một số nhận định cho rằng số lượng bệnh nhân tử vong đang khá cao, chứng tỏ động lực của virus chủng SARS-CoV-2 mới tại Đà Nẵng cao hơn nhiều so với chủng trước đây. Bày tỏ quan điểm về nhận định trên, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho rằng tỷ lệ tử vong của nhóm bệnh nhân COVID-19 hiện nay không phản ánh được sức khỏe cộng đồng hay động lực của virus. Bác sĩ Cấp nhấn mạnh, cực kỳ không may khi đợt dịch lần này rơi vào 3 nhóm bệnh nhân rất nguy hiểm. Nhóm thứ nhất là các bệnh nhân suy thận mạn, chạy thận nhân tạo nhiều năm. Nhóm thứ hai là các bệnh nhân ở khoa ung bướu và nhóm thứ ba là những bệnh nhân cần hồi sức. Đây là các nhóm đã có nguy cơ tử vong dù không mắc COVID-19. Việc mắc thêm virus SARS-CoV-2 như giọt nước tràn ly dẫn đến tỷ lệ tử vong cao bất thường như hiện tại, bác sĩ Cấp cho hay. Nhận định về ổ dịch ở Đà Nẵng, ông Cấp cho rằng có 3 yếu tố chính khiến diễn biến COVID-19 tại đây trở nên rất nguy hiểm. Trước hết, dịch đã lây lan trong cộng đồng. Vì không khống chế được những ca đầu tiên, nên bây giờ chúng ta không biết chính xác phạm vi lây nhiễm đang ở mức độ nào, bác sĩ Cấp nhấn mạnh. Bên cạnh đó, đa số những đối tượng bị dịch tác động hiện nay là nhóm bệnh nhân có sức đề kháng rất yếu, khiến nguy cơ tử vong trở nên đặc biệt cao. Lý do cuối cùng, theo bác sĩ Cấp, chính là việc dịch đã tác động đến lực lượng y tế, với một số trường hợp điều dưỡng, bác sĩ mới đây đã được xác định bị lây nhiễm chéo SARS-CoV-2. Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chia sẻ, nếu xu hướng này không được kiểm soát tốt, thì việc y bác sĩ bị nhiễm bệnh ngày càng nhiều sẽ ảnh hưởng nặng nề đến công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân. Về tình hình 6 bệnh nhân COVID-19 tổn thương phổi và 3 người đồng nhiễm COVID-19 thuộc đoàn công dân Việt trở về từ Guinea Xích Đạo đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, bác sĩ Cấp cho biết tất cả các ca bệnh đều đang diễn biến tốt. Vietnamnet sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trong các bản tin tiếp theo.